Bô Charlie 84. Đây, hàng zin tháo xe. Đây đang tháo con xe này ra nha các bạn. Đang tháo con Charlie 84 nha. Đó. Anh em cần món nào liên hệ nha. Đây. Cái bô nè. Đó. Bô 84 nha các bạn. Bô 84 rất là nổ êm, gắn cho mọi loại xe nha. Charlie là xài chung hết, đời nào cũng gắn được hết. Charlie là đặc biệt là bô nó xài chung hết. Đèn tròn, đèn vuông 81, 86, 78 thì xài chung bô được hết các bạn. Đó. Rồi dùng xăng cây 2135. Vỉ riêng luôn, lại có sơn lại rồi các bạn, cái nước sơn trên đây có sơn lại rồi, sơn sẵn bên Nhật rồi nha. Rồi một cây bô Charlie 84, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng là những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện, giao tận nhà các bạn. Rồi ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.